Thưa quý vị, các chuyên gia tại Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một biến thể COVID-19 mới được cho là xuất hiện ở Botswana, là phiên bản virus đột biến nhất cho tới nay. Và đến nay, thì 3 ca nhiễm biến thể B.1.1.529 đã được phát hiện ở Botswana, 6 ca ở Nam Phi và 1 ca tại Hồng Kông. Báo Daily Mail ngày 24 tháng 11 đưa tin cho đến nay là chỉ có 10 trường hợp của chủng này có thể được đặt tên là Nu được phát hiện Tuy nhiên, nó đã xuất hiện ở ba nước và cho thấy biến thể này dễ lây lan hơn. Ngoài ra, nó còn mang 32 đột biến. Nhiều đột biến cho thấy khả năng nó có thể lây nhiễm cao, kháng vaccine và có nhiều thay đổi về protein gai hơn bất kỳ biến thể nào khác của SARS-CoV-2 và kể cả Delta. Ở những bệnh nhân bị suy giảm hệ thống miễn dịch, COVID-19 có thể kéo dài hàng tháng do cơ thể không thể chống lại nó. Và điều này cho phép virus SARS-CoV-2 có thời gian để đột biến, giúp nó xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của cơ thể người.